Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em trao đổi với anh chị về một cái chủ đề mà em thấy là nhiều anh chị cũng đang có thắc mắc và cũng đang có trao đổi với nhau về cái vấn đề rằng là định giá một cái doanh nghiệp như thế nào là hợp lý. Và khi mà mọi người đang đầu tư vào một cái doanh nghiệp đó thì hay hỏi chuyên viên tư vấn hoặc là những cái người trong làm ngành tài chính cũng như là em thì cũng nhận được nhiều cái câu hỏi rất là lớn, đó là vậy cái doanh nghiệp đó thì giá giá bao nhiêu là phù hợp và Dũng định giá bằng phương pháp nào. À, thì em trao đổi luôn với anh chị rằng là thực ra thì cái vấn đề định giá nó chỉ là ở thời điểm hiện tại, và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì nó còn có cả sự triển vọng trong tương lai. Do đó thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về một cái vấn đề mà nhiều anh chị có thắc mắc về những cái doanh nghiệp khi mà nhận thấy rằng là cái PE doanh nghiệp rất là thấp và mình đang rất là kỳ vọng để đầu tư. Thì hôm nay thì em sẽ trao đổi với anh chị về cái chủ đề này. Anh chị đánh giá một doanh nghiệp dựa vào cái PE thấp có phải là một cái phương pháp đầu tư đúng hay không? Và chủ đề hôm nay đó là PE thấp thực sự có hấp dẫn hay không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái cơ bản nhất của một cái PE là gì? Đó là một cái phương pháp định giá một cái doanh nghiệp dựa vào cái thị giá hiện tại trên cái thu nhập của mỗi cổ phiếu đó trong năm gần nhất hoặc là 4 quý gần nhất. Tức rằng là cái phương pháp định giá này là phương pháp dựa vào cái dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra thì còn nhiều phương pháp về định giá tài sản. Nhưng thường thường thì một cái doanh nghiệp nào đó anh chị đang đầu tư và dựa vào cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai thì đại đa số nhà đầu tư sẽ dựa vào cái phương pháp định giá theo cái dòng tiền của doanh nghiệp. Thì cái thu nhập trên mỗi cổ phiếu nó chính là cái lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu trung bình bình quân trong một năm đó, thì ra được cái chỉ số PE. Và cái PE này, cái thực sự PE mà anh chị đang tiếp xúc cũng như là các dữ liệu mà anh chị đang đang được tiếp cận á, nó chỉ là sự phản ánh dòng tiền trong hiện tại và trong quá khứ. Nó không thể nào phản ánh bất kỳ một cái điều gì trong tương lai cả. Nhưng có một sự khác biệt của cái một kênh đầu tư nào cũng vậy thôi. Cái kênh đầu tư nào cũng vậy, anh chị đầu tư anh chị kỳ vọng vào một cái sự phản ánh dòng tiền trong tương lai. Chứ không phải là anh chị đang đầu tư trong hiện tại. Ví dụ anh chị bỏ ra một số vốn để anh chị đầu tư vào một bất động sản và anh chị kỳ vọng là cái bất động sản đó trong tương lai sẽ sinh ra được bao nhiêu dòng tiền. Và mình sẽ kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận chênh lệch khi mà mình đầu tư vào bất động sản trong tương lai nó sẽ như thế. Thì đối với các doanh nghiệp chứng khoán cũng vậy, anh chị đầu tư vào các thị trường chứng khoán cũng như là doanh nghiệp cũng vậy. Mình đầu tư ở thời điểm hiện tại, tức là thời điểm hiện tại doanh nghiệp làm ăn được chừng đó, lợi nhuận được chừng đó thì ra cái chỉ số PE. Nhưng cái chỉ số PE ở thời điểm hiện tại nó không nói được vấn đề gì trong một quý tới, 2 quý tới, 4 quý tới, thậm chí là vài năm tới. Thì cái chuyện đó là chuyện của phản ánh dòng tiền trong hiện tại. Và tất cả những cái thứ anh chị có thể cập nhật được đó chính là những cái diễn ra trong quá khứ và ở thời điểm hiện tại, còn nó chưa nói được một cách bất kỳ điều gì về cái dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó trong tương lai cả. Do đó PE nó chỉ là một cái yếu tố để anh chị tham khảo, và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về hai mặt luôn: PE thấp nó sẽ hấp dẫn như thế nào và PE cao nó sẽ hấp dẫn nó không hấp dẫn như thế nào, và những cái sai lầm mà chúng ta đang gặp phải. PE thấp á, hấp dẫn có nghĩa rằng là cái dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó trong 5 năm, 10 năm gần đây nó y chang như vậy luôn. Có nghĩa là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chừng đó, khách hàng cũng chừng đó, doanh thu cũng chừng đó, lợi nhuận cũng chừng đó. Nó chỉ biến động rất là nhỏ trong phạm vi 5 đến 10%. Thì PE thấp nó sẽ là hấp dẫn. Nó sẽ hấp dẫn đối với những cái doanh nghiệp mà duy trì được mức ổn định của doanh nghiệp đó, không cần tăng trưởng. Và chúng ta sẽ có thể dựa vào PE đó để chúng ta đầu tư. Đó chính là cái mà PE thấp và hấp dẫn. Và chúng ta sẽ dựa vào cái định giá của chính doanh nghiệp đó trong năm. Em ví dụ như là một cái doanh nghiệp đi ngang về doanh thu, về lợi nhuận và hoạt động mô hình kinh doanh của nó quá ổn định rồi. Thì mình sẽ dựa vào cái chỉ số PE này trong 5 năm, 10 năm trước mà chính nhà đầu tư định giá doanh nghiệp đó. Nếu như mà giá PE đó ở thời điểm hiện tại mà thấp hơn so với lại định giá của 5 đến 10 năm trước, thì đó sẽ là một cơ hội đầu tư cho anh chị. Còn nếu như mà bản thân doanh nghiệp nhà đầu tư người ta cũng chỉ định giá doanh nghiệp đó trong 5 đến 10 năm trước cũng y chang như bây giờ và thậm chí là còn cao hơn bây giờ thì thực sự là đó đó cũng không phải là một cái deal đầu tư nào mà quá tốt cho anh chị. PE thấp không hấp dẫn. Và đây chính là nhiều cái mà anh chị đang sai lầm này. Không phải là cứ thấp mà sẽ hấp dẫn. Như em nói rồi, cái gì nó diễn ra từ quá khứ đến hiện tại thì nó chỉ dừng lại ở chừng đó thôi. Chúng ta mua ở thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu chúng ta tăng á là nó dựa vào sự kỳ vọng trong tương lai và sự kỳ vọng đó nó được chuyển đổi thành sự thật trong tương lai. Thì khi PE thấp mà không hấp dẫn, khi nào? Khi các triển vọng trong tương lai nó không còn nhiều nữa, không còn cao nữa,
nhà đầu tư không còn đánh giá tầm nhìn cao của ngành nghề đó trong tương lai nữa, cũng như là tầm nhìn của cái doanh nghiệp đó trong những năm tới nữa, thì cho dù PE thấp cỡ nào thì doanh nghiệp sẽ không hấp dẫn. Vì quy cho cùng thì nó chỉ phản ánh ở cái thời điểm quá khứ và hiện tại, nó không phản ánh trong tương lai. Và em sẽ đưa ra ví dụ cho anh chị xem xét như nào. À, em sẽ trao đổi với anh chị về hai doanh nghiệp. À, một doanh nghiệp có chỉ số PE khoảng 16. À, đây là một cái doanh nghiệp liên quan đến ngành bán lẻ, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 5 năm trở lại đây rơi vào khoảng từ 20 đến 30% lãi kép, doanh thu và lợi nhuận. À, thì anh chị sẽ thấy rằng là giá cổ phiếu không ngừng tăng. À, giá cổ phiếu ở thời điểm mà giá cổ phiếu chưa tăng và bước vào một cái giai đoạn tăng mạnh, nó rơi vào khoảng giá 20.000, mà giá thời điểm hiện tại là hơn 100.000, trong vòng khoảng 3 năm 4 năm trở lại đây. À, thì anh chị sẽ thấy rằng là đây là một cái đại diện cho một cái PE cao. À, anh chị có thể thấy rằng là earning per share của doanh nghiệp nó chỉ rơi vào khoảng gần 6.500 đồng thôi, và PE của doanh nghiệp á cũng phải gần đến 16, giá trị sổ sách doanh nghiệp chỉ có 24 thôi. Còn đây là một cái doanh nghiệp mà có chỉ số PE cực kỳ thấp. À, đây là doanh nghiệp mà môi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng rất tốt, dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng rất tốt, có nghĩa là cái dòng tiền tài chính ấy, thường thường chi trả cổ tức rất là cao, rất là đều. Nhưng mà tại sao PE của doanh nghiệp nó chỉ rơi vào khoảng 7 thôi? Và xu hướng là PE này còn thấp, và giá cổ phiếu anh chị sẽ thấy này, giá cổ phiếu giảm từ khoảng từ 60 đến 70 ngàn, giờ hiện tại chỉ còn khoảng 20 ngàn thôi. Đây chính là đại diện cho một cái cổ phiếu PE thấp. Tức rằng là như em nói anh chị, PE thấp mà nó duy trì cái hoạt động kinh doanh á, đây, duy trì được cái hoạt động kinh doanh á thì là nó sẽ hấp dẫn. Nhưng mà PE thấp mà cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó càng ngày càng đi xuống, anh chị thấy là Điện Quang này, lợi nhuận của doanh nghiệp trong 4 năm trước là khoảng hơn 200 tỷ, đến thời điểm trong năm 2018 thì còn có khoảng 90 tỷ thôi. Rõ ràng là doanh nghiệp thì lợi nhuận càng ngày càng sụt giảm, và cái chỉ số này thì càng ngày càng càng giảm, càng gọi là càng hấp dẫn đối với những người nào mà đang suy nghĩ rằng là chọn cái doanh nghiệp PE thấp đó. Thì qua hai cái ví dụ này, anh chị sẽ thấy được một vấn đề rằng là PE thấp thực sự nó có không có quá nhiều ý nghĩa trong đầu tư tăng trưởng. À, và nó chỉ thực sự ý nghĩa khi mà mình đầu tư vào một cái doanh nghiệp nó có một cái mô hình kinh doanh ổn định, không cần quá đột biến, nhưng mà cũng không cần quá, có nghĩa là hoạt động kinh doanh không sụt giảm nhiều, và được định giá thấp hơn so với nhà đầu tư định giá doanh nghiệp đó trong 5 đến 10 năm trước, thì thực sự nó hấp dẫn. Còn PE thấp mà cái triển vọng kinh doanh của ngành, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp nó không được phản ánh trong báo cáo tài chính, thì cho dù nó thấp đến bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không đáng để đầu tư. Và qua một cái ví dụ như vậy thì em mới trao đổi với anh chị rằng là thấp hay không thấp nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái sự kỳ vọng trong tương lai. Và những cái sự kỳ vọng trong tương lai đó thì mình cần phải đánh giá, phân tích, nhận định và đưa ra những cái kịch bản xảy ra cho cái doanh nghiệp đó trong tương lai, thì cái định giá đó nó mới đúng. Chứ còn anh chị sử dụng các định giá từ quá khứ đến hiện tại, nó chỉ phản ánh đến chừng đó thôi, trong tương lai thì nó sẽ không phản ánh. Do đó thì nếu mà anh chị cần một cái phương pháp đầu tư, cần một cái doanh nghiệp đầu tư, anh chị có thể trao đổi với em để em có thể làm rõ với anh chị và đưa ra được một cái danh mục đầu tư cho nó hấp dẫn, thay vì là mình thường xuyên là mình hỏi về những cái chỉ báo về định giá trong những cái thời điểm quá khứ. Thì đây là một cái trao đổi ngắn của em về cái vấn đề này, và em nghĩ rằng là nó cũng đã thể hiện được hết ý của em trong cái vấn đề đầu tư. Định giá nó phụ thuộc rất là nhiều vào tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong thời điểm tương lai. Và tất nhiên là mình sẽ sử dụng các dữ liệu trong quá khứ đó để mà mình đánh giá thêm và đưa ra được một cái mức giá hấp dẫn chưa đối với doanh nghiệp, chứ mình không quá phụ thuộc vào vấn đề là định giá của doanh nghiệp trong quá khứ. Tất cả những thứ mà anh chị cần về đầu tư chứng khoán, về mở tài khoản tại chứng khoán FPT, hay là anh chị muốn nhận được một cái danh mục tư vấn đầu tư cho năm 2019, tham gia khóa học của em online và offline, cũng như rằng là nếu mà anh chị không có quá nhiều thời gian và anh chị muốn một người quản lý tài sản cho anh chị, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.